Là 8 nè. Hình đó. Cái gì hả? Là phải treo ra ngoài nữa à? Anh quá đáng lắm anh Quy à. Không được như vậy đâu. Ba Long Bo, tôi biết tự lo cho mình rồi, im miệng đi. Anh Bạc, leo ra ngoài làm gì? Dùng thời gian ngắn nhất ghi ba chữ Thanh Nghệ Xá ở bên ngoài ký túc xá. Đưa cho đây. Đi, cái quả coi đi, cái quả coi. Đi, coi đây coi, coi. Đi. Coi. Anh hai, sợi dây này cột vào đâu đi? Thì cột vào khung cửa sổ á. Tao sợ không được chắc á. Hay là về đi. Kêu bọn nhóc con này nè giữ chặt, được không? Nếu vậy cũng được. Thôi mà lên, 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 lên đi. À, cầm chắc chút đó nghe, đừng có buông tay đâu nghe. Nè, cử tao một chút nha. Nắm dây đi. Nè, một lát á, tốt nhất là anh nhanh tao một chút nha. Nếu không lúc cây đèn cày mà đốt đứt sợi dây rồi á, là tự anh chuốc lấy á. Xui xẻo. Nè, cầm chắc nha anh em. Sao rồi Khiêm? Hôm qua ngủ chung phòng với thằng Lưu Manh đó, có bị nó ăn hiếp không? Không có. Tôi nghĩ chắc không tới nổi rồi. Có cần tôi nộp đơn xin chuyển phòng giùm anh không? Làm gì cũng tốt đâu. Giống như là tẩy chay ảnh vậy. Cho nên mới nói anh đối với hạng người như vết sẹo lớn cần gì phải tốt chứ. Nè. Ê, xin chào. Xin chào, xin chào. Nè, gọi đi. Xin chào. Nè, gọi đi. Mấy người lại đang nói tới tên Lưu Manh đó à. Mấy người có biết chuyện hôm qua hắn đạp bể cái mắt kiến của Giang bốn mắt không? Nè, nghe nói hôm trước mấy anh chơi chọc sinh viên mới, luôn cả anh hai hắn cũng chơi không lại hắn, có lợi hại như vậy không? Ê, đừng có giác nữa. Bạn coi đó, tên đó điên cùng rồi mà, chắc không phải là người rồi. Nghĩ từ trên lầu 2 xuống đất. Tóm lại chỉ có một câu, không có hợp với chúng ta. Phải rồi, rồi. Chúng ta mặc kệ hắn đi, tóm lại coi hắn vô hình là được rồi phải không? Ờ, phải rồi. Nè. Khi không có một con quái vật chạy vào đây, thật là ô nhiễm môi trường quá. Thôi đi chị khác ăn. Ê, xin chào. Chào bạn. Chào anh. Gì là? Nè Kim, sao anh còn chưa qua đây ngồi? Coi chừng bệnh phong sụ của người ta truyền nhiễm vào người anh đó. Bệnh phong sụ. Anh à, mày làm vậy là sao đây? Buông tay ra. Là sao hả? Buông tay ra chưa? Tao hỏi mày mới đúng. Được, tao đi mét Robinson cho mày nghe. Mày đi đi. Nếu như mày là thằng phản bội, mời. Vậy là ở đây sẽ là chuyện gì? Không có gì, không có gì. Ở đâu? Bạn nhìn đó. Làm như vậy là muốn gì đây? Chuyện của tao liên quan gì tới cổ? Mày muốn mét thì mét má của mày đi. Anh đừng vậy mà. Có gì đâu. Xin lỗi các bạn nha. Bạn Phan Hiểu Đồng. Để tôi nói một câu công bằng nha. Cấm cái miệng mày đi. Các bạn à, thật ngại quá à. Nè, mình xin lỗi nha.